Kinh Trung Bộ 22 Kinh Ví Dụ Con Rắn Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở xá vệ Tại kỳ Đà Lâm Vườn ông cấp cô độc Lúc bấy giờ tỳ kheo tên Azitha Xưa làm nghề huấn luyện chim mưng Khởi lên ác tả kiến như sau theo như ta hiểu Pháp Thế Tôn thuyết giảng Khi thọ dụng những Pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại Pháp Thật sự không có chướng ngại gì Một số đông tỷ kheo nghe như sau Tỷ kheo tên Ajita xưa làm nghề huấn luyện chim mưng Khởi lên ác tả kiến như sau Theo như ta hiểu Pháp Thế Tôn thuyết giảng khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp. Thật sự không có chướng ngại gì, rồi những tỳ kheo ấy đi đến chỗ tỳ kheo Ajita xưa nằm nghề huấn luyện chim mưng. Khi đến xong, liền nói với tỳ kheo Ajita xưa nằm nghề huấn luyện chim mưng như sau: Này hiền giả Ajita, có đúng sự thật rằng hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau theo như tôi hiểu đến thật sự không có chướng ngại gì thật sự là vậy chư hiền theo như tôi hiểu không có chướng ngại gì rồi những tỳ kheo ấy muốn tỳ kheo Anjita, xưa nằm nghề huấn luyện chi mưng từ bỏ ác tà kiến ấy niền cật vấn nạn vấn lý do thảo luận Hiền giả Ajita chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn, xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy, hiền giả Ajita. Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, náo nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn thế tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương thế tôn đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt thế tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô thế tôn đã thuyết các dục được ví như hố than hừng thế tôn đã thuyết các dục được ví như cơn mộng thế tôn đã thuyết các dục được ví như vật dụng cho mượn thế tôn đã thuyết các dục được ví như trái cây thế tôn đã thuyết các dục vọng được ví như lò thịt thế tôn đã thuyết các dục vọng được ví như cự gậy nhọn thế tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn vui ít khổ nhiều náo nhiều là do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn tỷ kheo Ajita, xưa nằm nghề huấn luyện chim mưng Dầu được các tỳ kheo ấy cật vấn, chất vấn thảo luận, vẫn nói nên ác tả kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tả kiến ấy. Sự thật sự là vậy, theo như tôi hiểu. Pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Vì các tỳ kheo không thể làm cho tỳ kheo Ajita xưa nằm nghề huấn luyện chi mưng, từ bỏ ác tả kiến ấy nên họ đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, đảnh nế Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo A-di-tha xưa nằm nghề huấn luyện chim mưng, khởi nên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, Chúng con nghe tỷ kheo a di xưa nằm nghề huấn luyện chi mưng, không có chứng ngại gì. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tỷ kheo a di xưa nằm nghề huấn luyện chi mưng. Khi đến xong, liền nói với tỷ kheo à a xưa nằm nghề huấn luyện chi mưng. Này hiền giả à a di có đúng thật sự chăng hiền giả khởi nên ác tà khiến như sau Theo như tôi hiểu Thật sự không có chướng ngại gì Bạch Thế Tôn Khi nghe nói vậy tỳ Kheo a di Xưa làm nghề huấn luyện chi mưng Nói với chúng con như sau Thật sự là vậy Chư hiền Theo như tôi hiểu Thật sự không có chướng ngại gì Bạch Thế Tôn Chúng con muốn khiến tỷ kheo Azitha xưa nằm nghề huấn luyện chim mưng từ bỏ ác tà khiến ấy, niền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận. Này hiền giả, Azitha, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc thế tôn, xuyên tạc thế tôn là không tốt, thế tôn không có nói như vậy. Này hiền giả Azitha, thế tôn đã dùng nhiều pháp môn, thuyết chướng đạo pháp và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại thế tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều náo nhiều do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn thế tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương thế tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn vui ít khổ nhiều náo nhiều và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn bạch thế tôn Tỳ Kheo A Di xưa nằm nghề huấn luyện chi mưng, giàu được chúng con cật vấn, nạn vấn lý do thảo luận, vẫn nói nên ác tả kiến ấy, cứng đầu chấp chặt, nắm chặt tả kiến ấy. Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì, bạch Thế Tôn vì chúng con không thể làm cho tỳ kheo Ajitha xưa nằm nghề huấn luyện chim mưng từ bỏ ác tà kiến ấy nên chúng con đến hỏi thế tôn ý nghĩa này rồi thế tôn cho gọi một tỷ kheo khác này tỷ kheo hãy đi và nhân danh ta gọi tỷ kheo Ajitha xưa nằm nghề huấn luyện chim mưng rằng hiền giả Ajitha, bậc đạo sư gọi hiền giả thưa vâng bạch thế tôn tỳ kheo ấy vâng lời thế tôn đến chỗ tỳ kheo a -tha, xưa làm nghề huấn luyện chim mừng sau khi đến liền nói với tỳ kheo a -tha, xưa làm nghề huấn luyện chim mừng hiền giả a -tha, bậc đạo sư gọi hiền giả thưa vâng hiền giả tỳ kheo a -tha, xưa làm nghề huấn luyện chim mừng đáp lời tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỷ Kheo a -tha, xưa nằm ngày huấn luyện chi mưng, đang ngồi xuống một bên. Này a -tha, có thật chăng ông khởi nên ác tà khiến như sau, theo như tôi hiểu, và đến thật sự không có chướng ngại gì? Thật sự là vậy, Bạch Thế Tôn, theo như con hiểu, thật sự không có chướng ngại gì, này kẻ ngu si kia sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy này kẻ ngu si kia có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại ta đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều náo nhiều do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn ta đã thuyết các dục được ví như khúc xương ta đã thuyết các dục được ví như miếng thịt được ví như bó đuốc cỏ khô được ví như hố than hừng được ví như cơn mộng được ví như vật dụng cho mượn được ví như trái cây được ví như nò thịt được ví như gậy nhọn ta đã thuyết các dục được ví như đầu rắn vui ít khổ nhiều náo nhiều và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn và này kẻ ngu si kia không những ông xuyên tạc ta vì ông đã tự chấp thủ sai nạc ông tự phá hoại ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ ngu si kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo, chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo A-di-tha xưa nằm nghề huấn luyện chi mương này có thể khởi lên tiên lửa sáng gì trong pháp luật này không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được, không thể được bạch thế tôn được nói vậy tỷ kheo Ajita xưa nằm nghề huấn luyện chim ưng im lặng hổ thẹn thụt vai cúi đầu no âu câm miệng rồi thế tôn sau khi biết được tỷ kheo Ajita xưa nằm nghề huấn luyện chim ưng đang im lặng hổ thẹn thụt vai cúi đầu no âu câm miệng bèn nói với tỳ kheo Azita xưa nằm nghề huấn luyện chim mưng này kẻ ngu si kia người ta sẽ biết được người ta sẽ được biết ông qua ác tà kiến của chính ông ở đây ta sẽ hỏi các tỳ kheo rồi thế tôn gọi các tỳ kheo chư tỳ kheo các ông có hiểu pháp ta thuyết giảng giống như tỷ kheo a di tha xưa nằm nghề huấn luyện chim mương này không nhưng đã xuyên tạc ta vì sự chấp thủ sai nạc mà còn tự phá hoại mình và gây nhiều tổn đức bạch thế tôn không bạch thế tôn thế tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chứng đạo pháp và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại thế tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều náo nhiều do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn thế tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương thế tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn vui ít khổ nhiều náo nhiều và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn lành thay chưa tỳ kheo lành thay chưa tỳ kheo các ông hiểu pháp ta thuyết rằng như vậy chưa tỳ kheo Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chứng đạo pháp và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, náo nhiều và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương. Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, náo nhiều và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Nhưng tỷ kheo Ajita, xưa nằm nghề huấn luyện chim ưng không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh đau khổ nâu ngày cho kẻ ngu si ấy. Thật sự, này các tỳ kheo, sự kiện này không xảy ra, người ta có thể thọ dụng các dục ngoài các dục, ngoài các dục tưởng, ngoài các dục tầm, chưa tỳ kheo ở đây có một số người ngu si học pháp như kinh ứng dụng giải thuyết kệ tụng cảm hứng ngữ như thị ngữ bổn sanh vị tằng hiếu pháp phương quảng sau khi học các pháp này họ không quan sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ những pháp ấy vì ý nghĩa không được trí tuệ quan sát nên không trở thành rõ ràng họ học các pháp chỉ vì lợi ích muốn chỉ trích người khác chỉ vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận và họ không đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến những pháp ấy vì nắm giữ sai nạc nên đưa họ đến bất hạnh đau khổ lâu dài vì sao vậy Này các tỳ kheo vì nắm giữ sai nạc các pháp chưa tỳ kheo ví như một người ưa muốn rắn nước tìm cầu rắn nước đi khắp chỗ để tìm rắn nước người đó thấy một con rắn nước lớn và người đó bắt con rắn ấy ở nưng hay ở đuôi con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay nơi cánh tay hay ở một phần nào khác của cơ thể và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết vì sao vậy chưa tỳ kheo vì nắm bắt con rắn một cách sai nặng cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp chưa tỳ kheo vì sự chấp thủ các pháp sai lạc. Ở đây này các tỳ kheo, một số thiện nam tử học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ như thị ngữ, bổn sanh, vị tằng hiếu pháp. Phương quảng sau khi học các pháp này họ quan sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy vì ý nghĩa được trí tuệ quan sát nên trở thành rõ ràng. Họ học pháp vì không lợi ích, muốn chỉ trích người khác, không vì lợi ích, muốn khoái khẩu biện luận và họ đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì khéo nắm giữ nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo vì nắm giữ các pháp chưa tỳ kheo ví như một người ưa muốn rắn nước tìm cầu rắn nước đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, người đó có thể khéo đẻ con rắn nước với cây gậy có nặng. Sau khi khéo đẻ với cây gậy có nặng, người đó có thể khéo nắm giữ cổ rắn chưa tỳ kheo giàu cho con rắn nước ấy có thể côn thân nó xung quanh tay hay cánh tay hay một thân phần nào khác. Người đó cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến sự đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo vì nắm giữ con rắn nước vậy, cũng vậy. Chư tỷ kheo ở đây một số thiện nam tử học pháp, chư tỷ kheo vì khéo nắm giữ các pháp vậy. Do vậy này các tỷ kheo Hãy hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng và thọ chỉ như vậy Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng Thì ở nơi đây các ông hãy hỏi ta hay hỏi những bậc tỷ kheo trí thức Chưa tỷ kheo Ta sẽ giảng pháp cho các ông ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ nấy, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng thưa vâng bạch thế tôn những tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn thuyết giảng như sau này các tỷ kheo ví như có người đang đi trên con đường lớn dài đến một vùng nước rộng bờ bên này nguy hiểm và hái hùng bờ bên kia an ổn và không kinh hái nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia người đó tự suy nghĩ đây là vùng nước rộng bờ bên này nguy hiểm và hái hùng bờ bên kia an ổn và không kinh hái nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia nay ta hãy thâu góp cỏ cây nhánh lá cột lại thành chiếc bè và dựa trên chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn chưa tỷ kheo rồi người đó thâu góc cỏ cây nhánh lá cột lại thành chiếc bè và nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn khi qua bờ bên kia rồi người đó suy nghĩ chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu Hay vác nó trên vai Và đi đến chỗ nào ta muốn Chư tỷ kheo Các ông nghĩ thế nào? Chư tỷ kheo Nếu người đó làm như vậy Thì có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng, Bạch Thế Tôn không Chư tỷ kheo Người đó làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè Ở đây chư tỷ kheo Người đó sau khi vượt qua bờ bên kia có thể suy nghĩ Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta Nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô Hay nhận chìm xuống nước và đi đến chỗ nào ta muốn Chư tỷ kheo Làm như vậy người đó làm đúng sở dụng của chiếc bè ấy cũng vậy Này chư tỷ kheo ta thuyết pháp như chiếc bè có ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua không phải để nắm giữ lấy chưa tỉ kheo các ông cần hiểu ví dụ cái bè tránh pháp còn phải bỏ đi huống nữa nào phi pháp này các tỳ kheo có sáu kiến xứ thế nào là sáu ở đây này các tỳ kheo có kẻ vô văn phàm phu không đi đến ít kiến các bậc thánh không thuần thục pháp các bậc thánh không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc pháp, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, xem cảm thọ, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, xem tưởng, cái này là của tôi, cái này là tôi cái này là tự ngã của tôi xem các hành cái này là của tôi cái này là tôi cái này là tự ngã của tôi xem cái gì được thấy được nghe được cảm xúc được ý thức được đạt tới được tìm cầu được ý suy tư cái này là của tôi cái này là tôi cái này là tự ngã của tôi và bất cứ kiến sứ nào đều nói rằng đây là thế giới Đây là tự ngã Sau khi chết Tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường chú không biến chuyển Tôi sẽ chú như thế này cho đến mãi mãi Xem như vậy là cái này là của tôi Cái này là tôi Cái này là tự ngã của tôi Và này chưa tỳ kheo Có vị đa văn thánh đệ tử đi đến ý kiến các bậc thánh Thuần thục các pháp bậc thánh tu tập pháp các bậc thánh, đi đến yết kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc pháp. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cảm thọ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem tưởng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem các hành, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến sứ nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Vị này do quán sát như vậy, đối với sự Phật, đối với sự vật chẳng thật có nên không có lo âu phiền muộn. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo khác Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở ngoài, có thể gây lo âu phiền muộn? Thế Tôn đáp: có thể có Này tỳ kheo ở đây Có người nghĩ như sau Cái gì chắc chắn đã là của tôi Nay chắc chắn không còn là của tôi Cái gì chắc chắn có thể là của tôi Chắc chắn tôi không được cái ấy Người đó sầu muộn, than ván, khóc nóc, đấm nực Đấm ngực đi đến bất tỉnh Này tỳ tỉ kheo Như vậy có cái không thực có ở ngoài có thể gây ô có thể gây lo no âu phiền muộn bạch thế tôn có thể có cái gì không thực có ở ngoài có thể không gây lo no âu phiền muộn thế tôn đáp có thể có này thì kheo ở đây này thì kheo có người không nghĩ như sau cái gì chắc chắn đã là của tôi nay chắc chắn không còn là của tôi cái gì chắc chắn có thể là của tôi Chắc chắn tôi không được cái ấy Người đó không sầu muộn Than ván khóc nóc không đấm ngực Không đi đến bất tỉnh như vậy Này tỷ kheo Có cái không thực có ở ngoài Không gây lo âu phiền muộn Bạch Thế Tôn Có thể có cái gì không thực có ở trong Có thể gây ra lo âu phiền muộn Thế Tôn đáp có thể có này thì kheo ở đây này thì kheo có người có tà kiến như sau đây là thế giới đây là tự ngã sau khi chết tôi sẽ thường còn thường hằng thường chú không biến chuyển tôi sẽ chú như thế này cho đến mãi mãi người này nghe như nay hay đệ tử như nay thuyết pháp để bạt trừ tất cả kiến xứ cố chấp thiên chấp thiên kiến tùy miên sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh nghi, sự diệt trừ khát ái đưa đến ni tham đoạn diệt niết bàn. Người đó có thể nghĩ như sau, chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Người đó sầu muộn than ván khóc nóc đấm ngực đi đến bất tỉnh, này tỷ tỉ kheo. Như vậy nào có cái không thực có ở trong có thể gây ra lo âu phiền muộn Bạch Thế Tôn Có thể có cái gì không thực có ở trong Không gây ra lo âu phiền muộn Thế Tôn đáp Có thể có này thì kheo Ở đây có người không có tà kiến như sau Đây là thế giới Đây là tự ngã Sau khi chết tôi sẽ thường còn Thường hằng thường chú Không biến chuyển Tôi sẽ chú như thế này cho đến mãi mãi Người này nghe như nai hay đệ tử như nai thuyết pháp Để bạt trừ tất cả kiến xứ Cố chấp, thiên chấp Thiên kiến, tùy miên Sự tịnh, chi mọi hành động Sự từ bỏ mọi sanh y Sự diệt trừ khát ái để đưa đến ni tham Đoạn diệt niết bàn Vị ấy không nghĩ như sau Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt Chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt Chắc chắn ta sẽ không tồn tại Vị ấy không sầu muộn, than ván khóc nóc Vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh Này các tỷ kheo Như vậy là có cái không thực có ở trong Không gây ra lo âu phiền muộn Này các tỷ kheo Các ông có thể nắm giữ một vật sở hữu gì Và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn Thường hằng, thường chú không biến chuyển Có thể chú như thế này mãi mãi không Chư tỷ kheo các ông có thể thấy một vật sở hữu nào được nắm giữ và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường chú, không chuyển biến. Có thể chú như thế này, mãi mãi không, bạch thế tôn, không. Lành thay, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm giữ nào, mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường chú, không chuyển biến có thể chú như thế này mãi mãi này các tỳ kheo các ông có thể chấp thủ ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ yêu não không này các tỳ kheo các ông có thấy ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ yêu não không bạch thế tôn không lành thay này các tỷ kheo này các tỷ kheo ta cũng không thấy ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ yêu náo này các tỷ kheo các ông có kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ yêu náo không này các tỷ kheo các ông có thấy kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ yêu náo không bạch thế tôn không lành thay này các tỳ kheo này các tỳ kheo ta cũng không thấy một kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ yêu náo chưa tỳ kheo nếu có ngã thời có ngã sở thuộc của tôi không bạch thế tôn có chưa tỳ kheo nếu có ngã sở thuộc thời có ngã của tôi không bạch thế tôn có chưa tỷ kheo nếu ngã và ngã sở thuộc không thể được chấp nhận là thường còn thường hằng thì kiến xứ này đây là thế giới đây là tự ngã sau khi chết tôi sẽ thành thường còn thường hằng thường chú không biến chuyển tôi sẽ chú như thế này cho đến mái mái này các tỷ kheo kiến xưa ấy là hoàn toàn triệt để chẳng ngu si không bạch thế tôn làm sao có thể hoàn toàn triệt để chẳng ngu si được này các tỷ kheo các ông nghĩ thế nào sắc là thường hay vô thường bạch thế tôn vô thường cái gì vô thường là khổ hay nạc bạch thế tôn khổ cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại thì có hợp lý chăng khi tránh quán cái ấy là Cái này là của tôi Cái này là tôi Cái này là tự ngã của tôi Bạch Thế Tôn không Chư tỷ kheo Cảm thọ là thường hay vô thường Bạch Thế Tôn là vô thường Cái gì vô thường là khổ hay lạc Bạch Thế Tôn là khổ Cái gì vô thường Khổ chịu sự biến hoại Thì có hợp lý chăng khi tránh quán cái ấy là Cái này là của tôi Tự ngã của tôi Bạch Thế Tôn không Chưa tỷ kheo Tưởng là thường hay vô thường Bạch Thế Tôn vô thường Cái gì vô thường Bạch Thế Tôn không Chưa tỷ kheo các hành là thường hay vô thường, chư tỷ kheo thức là thường hay vô thường, bạch thế tôn vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay là bạch thế tôn khổ. Cái gì vô thường khổ thì không có hợp lý chăng khi tránh quán cái ấy là Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi Bạch Thế Tôn không Do vậy, này các tỳ kheo, bất cứ các pháp nào quá khứ tương lai hiện tại Nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần Tất cả sắc pháp là cái này không phải của tôi cái này không phải là của tôi cái này không phải tự ngã của tôi cần phải như thật quán với chánh trí tuệ bất cứ cảm thọ nào bất cứ tưởng nào bất cứ hành nào bất cứ thức nào bất bất cứ thức nào quá khứ vị lai hiện tại nội hay ngoại thô hay tế liệt hay thắng xa hay gần tất cả thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, cần phải như thật quán với chánh trí tuệ, chưa tỷ kheo. Nhờ thấy vậy, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức, do yểm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, trong sự giải thoát có trí khởi lên biết được đã giải thoát, vị ấy biết Xanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui lại đây với một đời sống khác. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là vị đã vứt bỏ đi các chướng ngại vật, là vị đã lấp đầy các thông hào, là vị đã nhổ lên cột trụ, là vị đã mở tung các lẻ khóa. Nà bọc thánh đã hạ cây cờ xuống Đã đặt gánh nặng xuống Không có gì hệ lụy Và thế nào là tỷ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại Ở đây này các tỷ kheo là đáo đoạn trừ vô minh Cắt tận gốc rễ Làm cho như cây ta na bị chặt đầu Khiến không thể tái sanh trong tương lai Không có khả năng sanh khởi Chư tỷ kheo Như vậy là tỳ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo đã nấp đầy các thông hào ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử đã cắt tận gốc rễ làm cho như cây ta na bị chặt đầu khiến không thể tái sanh trong tương lai không có khả năng sanh khởi chưa tỳ kheo như vậy là tỳ kheo đã nấp đầy thông hào này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo đã nhổ nên cột trụ ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo đã đoạn trừ khát ái đã cắt tận gốc rễ làm cho như cây ta na bị chặt đầu khiến không thể tái sanh trong tương lai không có khả năng sanh khởi chưa tỳ kheo như vậy là tỳ kheo đã nhổ nên cột trụ này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo đã mở tung các nề khóa ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kết sử đã cắt tận gốc rễ đã làm cho như cây tana bị chặt đầu khiến không thể tái sanh trong tương lai không có khả năng sanh khởi chư tỳ kheo như vậy là tỳ kheo đã mở tung các nề khóa này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt tận gốc rễ làm cho như cây tan la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi, chưa tỳ kheo. Như vậy là vị tỳ kheo bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy chư tỳ kheo tỳ kheo đã giải thoát như vậy thì chư thiên ở đế thích thiên giới phạm thiên giới sanh chủ giới sẽ không tìm được dấu vết của tỳ kheo ấy nếu nghĩ rằng y ở đây có thức của như nay vì sao vậy chư tỳ kheo ta nói ngay ở hiện tại một như nay không thể tìm thấy dấu vết chư tỳ kheo Ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số sa môn và nam môn xuyên tạc ta một cách phi trơn, hồ đồ, hư vọng, không thực. Sa môn Gautama chủ trương Sa môn Gautama chủ trương chủ nghĩa hư vô để cao đoạn diệt, hủy diệt. Sự tiêu diệt các hữu tình, nhưng này các tỳ kheo, ta không là như vậy, ta không nói như vậy, Ta không như các sa môn bản la môn ấy đã xuyên tạc một cách phi trơn, hồ đổ, hư vọng, không thật. Sa môn Gautama chủ trương chủ nghĩa hư vô để cao đoạn diệt hủy diệt sự tiêu diệt các hữu tình. Chưa tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói nên sự khổ và sự diệt khổ. Chưa tỳ kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho như nay tức giận, thì này các tỳ kheo, ở đây như nay không có sân hận, không có bất mãn, tâm không phấn nộ, chưa tỳ kheo. Nếu ở đây những người khác cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường như nay, thì này các tỳ kheo, ở đây như nay không có hoan hỷ sung sướng, tâm không thích thú, chưa tỳ kheo. Nếu những người khác cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường như nay, thì này các tỳ kheo, ở đây như nay suy nghĩ. Đây là điều xưa kia đã từng biết rõ ở đây là trách nhiệm ta phải làm. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác nhiếc mắng, phỉ báng làm cho các ông tức giận, ở đây các ông chớ có sân hận, bất mãn tâm chớ khởi phấn nộ. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường các ông, thì ở đây các ông chớ có hoan hỷ, sung sướng, tâm sanh thích thú. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường các ông, thì ở đây các ông hãy suy nghĩ, đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là những trách nhiệm ta phải làm. Do vậy, này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông, các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông, chưa tỳ kheo. Cái gì không phải của các ông chưa Tỷ kheo Sắc không phải của các ông Hãy từ bỏ sắc Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc An nạc lâu dài cho các ông Chư tỷ kheo Thọ không phải của các ông Hãy từ bỏ thọ Các ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc An nạc lâu dài cho các ông Chư tỷ kheo Tưởng không phải của các ông Các ông hãy từ bỏ các ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc an lạc nô dài cho các ông Chư tỷ kheo Các hành không phải của các ông Hãy từ bỏ các hành Các ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc an lạc nô dài cho các ông Chư tỷ kheo Thức không phải của các ông Hãy từ bỏ thức các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc an lạc nô dài cho các ông chưa tỷ kheo các ông nghĩ thế nào Trong rừng Zetavana này Nếu có người thâu nượm cỏ Cây nhành ná rồi đốt Hay làm với chúng tùy theo ý muốn Các ông có nghĩ chăng Người ấy thâu nượm chúng ta Đốt chúng ta Hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn Bạch Thế Tôn không Vì sao vậy Bạch Thế Tôn Vì nó không phải tự ngã hay không phải sở thuộc của ngã cũng vậy Này các tỳ kheo Cái gì không phải của các ông Các ông hãy từ bỏ Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc An lạc lâu dài cho các ông Chưa tỳ kheo và cái gì không phải của các ông, chưa tỷ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông, chưa tỷ kheo, thọ chư tỷ kheo tưởng, chư tỳ kheo hành, chư tỳ kheo thức. Không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, như vậy, Pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải, cuốn cú chư tỷ kheo. Vì Pháp được ta khéo giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cú, nên những vị tỷ kheo là bậc a la hán các nậu đã tận tu hành thành mán, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hiếu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí, vòng luân chuyển của những vị này không thể chỉ bày, chưa tỷ kheo. Như vậy pháp được ta khéo giảng được loại trừ các vải cuốn cú chưa tỷ kheo vì pháp được ta khéo giảng được loại trừ các vải cuốn cú nên những tỷ kheo nào đã đoạn trừ năm hạ phần kích sử thì những vị này thành các vị hóa sanh nhập diệt tại đây không còn phải trở nuôi vào đời này nữa chưa tỷ kheo như vậy Pháp được ta khéo giảng được loại trừ các vải quấn cú chư tỷ kheo vì pháp được ta khéo giảng được loại được loại trừ các vải quấn cú nên những tỷ kheo nào đã đoạn trừ ba kiết sử đã làm cho muội nược tham sân si thì tất cả những vị ấy thành bậc nhất nay chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau chư tỷ kheo như vậy Pháp được ta khéo giảng được loại trừ các vải quấn cú, chưa tỷ kheo. Vì Pháp được ta khéo giảng được loại trừ các vải quấn cú, nên những tỷ kheo nào đoạn trừ ba kiết sử thì tất cả những vị ấy thành bậc dự lưu không còn bị đọa lạc ác thú quyết định hướng đến chánh giác chưa tỷ kheo. Như vậy Pháp được ta khéo giảng được loại trừ các vải quấn cú chưa tỷ kheo vì pháp được ta khéo giảng được loại trừ các vải quấn cú nên những tỳ kheo nào là những vị tùy pháp hành tùy tín hành thì tất cả những vị này sẽ hướng về chánh giác chưa tỳ kheo như vậy pháp được ta khéo giảng được loại trừ khỏi các vải quấn cú chưa tỳ kheo vì pháp được ta khéo giảng làm cho tỏ nộ làm cho khai thông làm cho khai thị được loại trừ các vải quấn cú nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi ta chỉ đủ lòng thương mến đối với ta thì tất cả những vị ấy được hướng về chư thiên thế tôn thuyết giảng như vậy những tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời dạy của thế tôn kinh thứ hai mươi hai kinh ví dụ con rắn hết